một cái bảng đúng không ạ và ta lại ôn lại một số cái thao tác của thứ tự đúng không thì ta kích vào đây ta kích đúc vào đây và chọn phim series đúng không ạ tức là thu nhập thu nhập của đây thì bằng là phụ cấp cộng với lương rồi đúng không ạ vậy ta có bằng phụ cấp cộng với lương đúng không ạ à. và ta lấy hai này cộng với nhau rồi đúng không và đặt kích đúc chuột xuống Đó. thì ở dưới này thu nhập phải bằng phụ cấp cộng với lương đúng không ạ rồi giờ ta muốn tổng xem là tổng cái thu nhập của cái đơn vị này là bao nhiêu thì ta kích vào đây ta ấn vào auto sum được rồi kìa auto sum đây, vì sao bạn có công thức này cũng được enter thì đã cho ra tổng rồi đúng không ạ bây giờ cầm ta kéo sang ờ à, phụ cấp nó cũng cộng luôn tổng lương nó cũng cộng luôn được chưa ạ rồi Thế các bạn muốn định dạng ở đây thấy là nó xấu quá và muốn định dạng ví dụ cầm vào đây bạn chọn dấu phẩy đó nó là bạn bạn tiền rồi đúng không ạ các dấu này để ta bỏ qua số sau dấu phẩy các bạn muốn cho đồng thì bạn kích vào đây đây chỉ toàn đô đúng không mình là người Việt Nam mà bạn chọn đồng đi bạn vào đây bạn kích vào đây được chưa bạn đến đây bạn dùng cái mũi tên xuống mũi tên xuống À, mũi tên xuống, xuống, xuống à, Thấy đồng chưa ạ Đồng rồi Ok Bỏ số đi Ok Đấy à, bạn có đồng rồi Và ta có thể copy cái định dạng này Sang bên này à, à Thế thì ta sẽ có ngay cả cái bảng này rồi đúng không ạ rồi thì bây giờ ta muốn ở đây ai mà có thu nhập mà trên một triệu thì phải hiển thị lên đúng không ạ thì ta sẽ làm như sau bạn kích vào cái phần thu nhập này và bọn chọn vào định dạng có điều kiện bạn kích vào đây bạn chọn great than tức là lớn hơn lớn hơn à, ở đây bạn chọn một triệu đó. Ok. Đó, thì phía đó ở đây là Những em 1 triệu sẽ tự động hiện lên cho chúng ta luôn. Chúng ta không cần phải tìm kiếm mang tượng hiện ra cho chúng ta luôn, đúng không ạ? Rồi. Thế bây giờ ta muốn chọn cả cái bảng này thì bạn sẽ bôi như thế này đúng không ạ? Nhưng mà chưa bảng nó lớn thì được ta chọn ra rất là khổ. Như vậy là ta sẽ có một số cái thao tác cơ bản để chọn là như sau bạn nhớ giúp mình là can trôn thì là để di chuyển shift hay là để chọn rồi đầu tiên là di chuyển trước đúng không ạ bạn ấn can trôn ấn can trôn đúng không ạ ấn mũi tên sang phải à, phải đến đoạn có chữ đúng không ạ ấn mũi tên sang phải lượng có chữ ấn mũi tên sang phải nó chữ, sang phải. xuống hết cuối đúng không ạ ấn mũi tên xuống dưới sang trái lên trên, lên trên, lên trên, sang phải, xuống dưới, sang trái, lên trên. Đúng không ạ? Rồi, thế tiếp theo để chọn cái bảng này, để chọn cái bảng này, thì bạn sẽ làm như mình như sau, bạn chọn ở đây. Chọn đến phim ship đúng không ạ? Bạn giữ Ctrl cộng với ship sang phải, xuống dưới. Đó. bạn đã chọn ngay được cả cái bảng này rồi được chưa? tương đối là nhanh chóng đúng không ạ? rồi thì bạn nhớ giúp mình như vậy. Thế vừa để định dạng cái bảng mẫu này của chúng ta thì bạn sẽ chọn cả cái bảng này, bạn vào Format Table, Format Table, sau bạn chọn cho mình một cái bảng mẫu, đúng không ạ? OK, Đây các bạn đã có ngay một cái bảng rất là đẹp rồi đúng không ạ? Ngay lập tức có ngay một cái bảng rất là đẹp vâng. Thế bây giờ ta muốn xử lý dữ liệu thì ta sang cái thao tác thứ 10 là ta copy copy dữ liệu ở đây và ta paste Thế ta muốn tách cái này ra, họ riêng, chữ riêng, tên riêng, đúng không ạ? Thì ta sẽ sử dụng một trong các cái tính năng vô cùng hữu ích trong việc xử lý dữ liệu của Excel. Bạn vào giúp mình data data được chưa ạ? bạn chọn Text to Column, Text to Column. Bạn chọn Next. Rồi ở đây thì các cái chữ này nó cách nhau bởi một cái dấu khoảng trống đúng không? Vậy bạn chọn cho mình cái Spec tức là khoảng trống. Và bạn ấn Finish. Đó, lập tức có tự động tách cho ta ra hết rồi. Đúng không ạ? Rất là đơn giản. Đã vâng, mình vừa mới giới thiệu cho các bạn 10 cái thao tác cơ bản để bạn có một cái cảm nhận sơ bộ với Excel. À, từ thứ hai cho đến thứ bảy, bạn sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của Excel. Với việc là tạo một dãy số thì bạn sẽ thấy rằng là mình làm chủ được các tính năng kéo và chọn trong Excel. Chỉ với việc đổi màu tab thôi, các bạn đã có ngay một cái file Excel mà có sự khác biệt hẳn so với đa phần những người học Excel khác. À, với công thức cộng thì bạn sẽ hiểu là đấy, tính toán ở trong Excel nó là như thế nào. À, với công cụ copy paste à, đây là một trong à, các cái thao tác vô cùng cơ bản ở trong Excel à, mà rất ít người kể cả những người làm việc Excel lâu năm học hết nhưng theo mình nghĩ nó là một cái chân trời rộng mở để bạn có thể học được và thông qua cái trải nghiệm này bạn sẽ thấy được cái tính năng đa dạng và hữu ích của Excel với việc à, tính tổng thế thì à, bạn đã có một khái niệm đầu tiên về hàm và đây là dùng là hàm SUM ở trong Excel nghĩa là cái gì và với việc sử dụng một số cái định dạng có điều kiện Đây là một cái tính năng cực kỳ kỳ diệu để hỗ trợ, quản lý, giám sát và đơn giản công việc Và để giúp cho bạn là tự động phát hiện à, các dữ liệu, tự động tìm kiếm các cái dữ liệu ở trong Excel à, Với việc là thao tác, à, di chuyển, chọn ở trong Excel Phụ các tổ hợp phím Ctrl, Shift, Pet Up, Pet và các phím mũi tên À, đấy là các phím tắt thông dụng để bạn có thể kiểm soát bảng Excel một cách rất là nhanh chóng về định dạng bảng mẫu thì bạn đã có một cái bước đơn giản để có một cái bảng rất là đẹp thật đẹp thật đẹp đúng không ạ và với cái một trong các tính năng là text to column tức là tách từ một cái đoạn văn về các cái cột thì đây là một cái ví dụ trong một trong số vô vàn các cái tính năng nâng cao và hữu ích ở trong Excel mà bạn cần nên biết và bây giờ thì bạn hãy làm giúp cho mình một cái bài tập bạn nên tập cho mình à, để tạo mình một cái thời khóa biểu chúng ta hãy cùng quay trở lại với tuổi thơ à, và yêu cầu của cái bài này là bạn gõ và làm tất cả các thao tác này về cho mình chỉ trong vòng 5 phút nếu mà nhiều thời gian hơn bạn hãy làm lại cho đến khi nào hoàn thành xong trong vòng 5 phút thì thôi hãy cố gắng hết sức hết sức và hết sức có thể và sau đó nếu như bạn vẫn không làm được tới hơn 5 phút thì bạn hãy theo dõi các bài học tiếp theo để hiểu làm thế nào để ta có thể làm chủ được nó nhé yeah. dạ vâng cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe